cảnh sát xuyên đêm truy bắt kẻ sát hại nữ chủ tiệm hớt tóc ở Đồng Nai. Nhắc nhở chạy xe nhanh, bị chém cửa kính, camera an ninh. Phát hiện phụ nữ tử vong không mặc quần áo trong khuôn viên trường đại học. Cháy cửa hàng thời trang, một phụ nữ tử vong. Sở văn hóa thể thao Bình Định chính thức vào cuộc sau quần nào của hậu ý nhi. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Báo Sức khỏe và đời sống. Vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời các bạn cùng đón xem phần tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan tới vụ sát hại chủ tiệm hớt tóc trên đường Bùi Văn Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua. Với quyết tâm không để hung thủ có cơ hội lần trốn, nên chỉ sau vài giờ gây án, các trinh sát đã truy tìm suốt đêm và bắt được nghi can. Ngày 7 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ để khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Sơn, 38 tuổi, trú ở phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, để điều tra về hành vi sát hại người, cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án là chị CTN, 37 tuổi, quê ở Bến Tre, là chủ tiệm hớt tóc nam trên đường Bùi Văn Hòa, thành phố Biên Hòa. Hôm 5 tháng 8, anh Nguyễn Hữu Phước ngụ ở thành phố Biên Hòa gọi điện thoại cho chị N nhưng không được, nên đã tìm đến tiệm hớt tóc. Khi tới nơi, anh Phước gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời, thấy cửa không khóa bèn đi vào trong phòng. Tại đây, anh Phước phát hiện chị N tử vong nằm dưới nền nhà với nhiều vết thương trên người nên vội báo công an. Nhận được tin báo, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Biên Hòa phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường để điều tra. Bước đầu, công an xác định nạn nhân bị sát hại và hung thủ đã lấy đi một chiếc điện thoại, một bóp da màu hồng bên trong có 4,5 triệu đồng qua khám nghiệm hiện trường lực lượng điều tra nhận định ban đầu rất có thể hung thủ có mối quan hệ quen biết với nạn nhân vì vậy động cơ gây án của hung thủ có thể do mâu thuẫn tình ái hoặc tiền bạc theo người nhà của nạn nhân, chị N có chồng tên là NVT quê ở Bến Tre và hai con chung. Quá trình sinh sống, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nên đã ly thân. Trước khi vụ án xảy ra vài ngày, người này có đến nhà trọ của chị N tại phường An Hòa, thành phố Biên Hòa nhưng không gặp vợ nên đã bỏ về. Tuy nhiên, qua xác minh nhanh, khi xảy ra vụ án, chồng của nạn nhân đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi chồng của nạn nhân bị loại trừ, thì lực lượng công an sàng lọc những mối quan hệ tình cảm. Do chị N làm nghề hớt tóc, gội đầu cho nam giới nên sẽ có rất nhiều khách đến tiệm do đó rất khó cho việc giả soát với quyết tâm không để cho hung thủ có thời gian lẩn trốn và xóa dấu vết ngay trong đêm các trinh sát tỏa đi các mũi để nắm thông tin một thông tin rất quan trọng từ những người xung quanh là nạn nhân có quen biết với một người đàn ông thường xuyên đến tiệm nhưng không rõ tên tuổi lý lịch trích xuất camera xung quanh hiện trường công an phát hiện trước và sau khi xảy ra vụ án có một người đàn ông đeo khẩu trang đã đến cửa tiệm khi cho những người xung quanh nhận dạng đặc điểm, quần áo thì họ khẳng định giống với người đàn ông thường hay đến tiệm của chị N. Đây là nghi can số 1 nên hàng chục trinh sát đã nhanh chóng vào cuộc khoanh vùng để ra soát. Đến gần 2 giờ sáng ngày 6 tháng 8, lực lượng công an xác nhận Trần Hữu Sơn, 38 tuổi, đang ở phòng trọ ở khu phố 5A, phường Long Bình nên bao vây, bắt giữ. Khám xét phòng trọ của Sơn, công an phát hiện một con dao Thái Lan bị gãy cán là hung khí gây ra án, quần áo tăng vật chiếm đoạt của nạn nhân. Làm việc với công an, Sơn khai khoảng 3 tháng trước có quen và nảy sinh tình cảm với chị N. Trong thời gian quen nhau có cho tiền chị N. Sáng ngày xảy ra vụ án, Sơn đi bộ từ dãy nhà trọ đến tiệm hớt tóc của N với mục đích mượn tiền. Khi đến quán, Sơn hỏi mượn chị N 5 triệu đồng để tiêu xài thì nữ chủ tiệm nói: "Ông đưa cho tôi bao nhiêu mà đòi lấy của tôi?" Sau đó hai người xảy ra cãi nhau bực tức, Sơn đập điện thoại của chị Nơ. Lúc này, chị Nơ nói với Sơn, chỉ còn 2,2 triệu đồng, có lấy thì cầm, không thì tôi hết rồi. Sơn cầm lấy tiền, cho vào túi quần, đi xuống bếp lấy con dao rồi vòng lên hỏi chị Nơ, trong bóp có tiền, sao không đưa, mày thấy tao xa cơ rồi quen người khác rồi phải không? Chị Nơ thách thức, có giỏi thì đâm tôi đi. Nghe vậy, Sơn lao vào, ra tay liên tiếp nạn nhân. Chị Nơ bỏ chạy vào trong phòng ngủ, thì Sơn đuổi theo và ra tay thêm nhiều nhát nữa, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Sơn lấy cái ví và nhặt cái điện thoại vừa đập rồi thuê xe ôm đi về phòng trọ. Sau đó, Sơn lấy số tiền 2,3 triệu đồng trong ví của chị N và số tiền 2,2 triệu đồng mà nạn nhân đưa trước đó đi nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Chỉ vì túng quẫn thiếu tiền để thỏa mãn đam mê đỏ đen mà Sơn đã ra tay sát hại nhân tình để giờ đây phải đối diện với vòng lao lý. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ có bản án thích đáng và nghiêm khắc dành cho kẻ này để làm gương và kịp thời giáo dục, gian đe và phòng ngừa tội phạm chung mới đây trên mạng xã hội đang xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một đối tượng nam táo tợn dùng dao tự chế chém loạn xạ làm vỡ cửa kính nhà dân khiến nhiều người bức xúc Vụ việc xảy ra tại một căn nhà trên đường Thạch Lộc 54 ở phường Thạch Lộc, quận 12. Anh T, 38 tuổi, ngụ ở quận 12, chủ nhà cho biết. Tối ngày 5 tháng 8, có hai thanh niên đi trên hai xe máy, chở theo hai cô gái chạy với tốc độ cao trên đường Thạch Lộc 54. Thời điểm này trên đường có nhiều trẻ em đang vui chơi nên anh T có nhắc hai thanh niên bật đèn xe và chạy chậm để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. Bị anh T nhắc nhở, cả hai thanh niên đã dừng xe. Một người dọa sẽ quay lại nói chuyện sau. Khoảng 22 giờ 50 phút cùng ngày, có hai thanh niên cũng đi trên xe máy nhưng không gắn biển số, chạy đến trước cửa nhà anh Tê chửi bới. Lo xảy ra chuyện không hay, gia đình anh Tê đã hạ cửa cuốn để đảm bảo an toàn. Thấy vậy, một người cầm dao tự chế lao đến chém loạn xạ dạ vào cửa cuốn và cửa kính, làm kính vỡ toang. Thanh niên còn lại thản nhiên ngồi trên xe máy, nhìn đồng bọn ra tay sau một hồi chém thanh niên còn dùng hung khí uy hiếp người thân của anh tê đứng trên lầu rồi tiếp tục chạy lại chém vào cửa kính trước khi rời đi người này còn vung hung khí chém vào chậu cây và camera sự việc được camera an ninh ghi lại anh tê cho hay thấy họ chạy xe nhanh không bật đèn nên tôi nhắc để họ an toàn nhưng không ngờ họ lại manh động như vậy rất may sự việc không có ai bị thương theo anh tê Bộ cửa kính bị đập vỡ trị giá hơn 40 triệu đồng và lực lượng công an đã xuống hiện trường ngay trong đêm để thu thập chứng cứ lấy lời khai. Lãnh đạo công an phường Thạnh Lộc cho biết đang phối hợp với công an quận 12 truy tìm hai thanh niên liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Những thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo mới đây trong lúc đi dạo sinh viên trường đại học hạ long thành phố uông bí quảng ninh đã bất ngờ phát hiện một phụ nữ tử vong trong tình trạng không mặc quần áo ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan chức năng thành phố uông bí đã khẩn trương vào cuộc để điều tra vụ việc Ông Trịnh Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Khê, thành phố Uông Bí cho biết, vào sáng ngày 7 tháng 8, chính quyền địa phương nhận được tin báo của trường Đại học Hạ Long về việc phát hiện một người phụ nữ tử vong trong khuôn viên. Theo đó, khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 7 tháng 8, trong khi đi làm nhiệm vụ, nhân viên trường Đại học Hạ Long có địa chỉ tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí đã phát hiện ra một phụ nữ tử vong trong tình trạng không mặc quần áo, nằm trong bồn hoa cây xanh. Ngay sau khi nhận được thông tin, phía nhà trường đã giả soát tất cả sinh viên trong và ngoài nước. Lực lượng công an cũng đã vào cuộc để điều tra vụ việc, đồng thời phối hợp đưa nạn nhân đến Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển và tổ chức xác minh danh tính. Dựa trên nguồn tin trên mạng xã hội về một gia đình ở Hạ Long đang tìm con gái bị tự kỷ đi khỏi nhà, cơ quan chức năng đã mời gia đình đến nhận diện. Người thân trong gia đình đã xác nhận nạn nhân đúng là chị PTD, sinh năm 2004, trú ở phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long. Cũng theo thông tin từ gia đình cung cấp thì chị PTD bị bệnh tự kỷ từ bé, đang theo học trung học phổ thông thì gia đình phải cho nghỉ. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Mới đây nhất, một số quần áo trên địa bàn thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, Tây Ninh bất ngờ bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng khiến cho một người tử vong, bốn người bị thương. Khoảng 4 giờ 20 phút ngày mùng 7 tháng 8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại shop kinh doanh quần áo Vinh Duyên tại địa chỉ O2, khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, làm một người tử vong, 4 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, shop kinh doanh quần áo Vinh Duyên do ông Trương Quang Vê, sinh năm 1974, trú tại khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh làm chủ. Thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà có 5 người, gồm ông Trương Quang Vê, bà Trần Kim Dê, sinh năm 1977, Trương Điền Bảo C, sinh năm 1988, Trương Trường Tê, sinh năm 2005 và bà Bùi Thị Rơ, 62 tuổi phát hiện cháy người dân địa phương đã hô hoán và dùng các vật dụng chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành lúc này trong cửa hàng có một số người đang mắc kẹt kêu cứu nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tây ninh công an huyện gò dầu Công an huyện Bến Cầu đã huy động 9 xe chữa cháy, xe cứu hộ, xe tiếp nước cùng 54 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập tắt đám cháy sau đó. Vụ cháy khiến cho bà BTR sinh năm 1954 tử vong. Ngoài ra 4 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó có một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Tại hiện trường, toàn bộ hàng hóa bảng hiệu bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu Nguyễn Văn Nhu cho biết, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức các đoàn đến nhà thăm hỏi, động viên chia buồn với gia đình các nạn nhân. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cháy nổ luôn là mối hiểm họa và thường để lại hậu quả nặng nề về tính mạng con người và tài sản. Ngoài ra, nhiều gia đình phải gánh chịu nỗi đau mất người thân, tài sản tích góp cả đời thành tro bụi. Do đó để phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra, đòi hỏi ý thức và trách nhiệm của từng người, từng gia đình. Nối tiếp bản tin sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mặc dù Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã giữ im lặng nhiều ngày qua sau loạt phát ngôn thiếu kiểm soát, dù vậy cô vẫn bị cộng đồng mạng chỉ trích, chê bai trên mạng xã hội. Trước tình hình trên, Sở Văn hóa Thể thao Bình Định cho biết đang tiến hành làm việc với đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 về những lùm xùm liên quan tới tân Hoa hậu Ý Nhi để báo cáo và đề xuất hướng xử lý vụ việc cho lãnh đạo tỉnh này. Sáng ngày 7 tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao Bình Định chính thức làm việc với Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, hay còn gọi tắt là Công ty Sen Vàng, đơn vị đi đầu tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Miss World Việt Nam 2023, về những lùm xùm liên quan tới tân Hoa hậu Ý Nhi nói riêng và cuộc thi này nói chung. Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, địa phương là nơi đăng cai tổ chức vòng chung kết Hoa hậu thế giới Việt Nam 2023. Tuy nhiên, chính quyền không trực tiếp tham gia vào ban tổ chức hay ban giám khảo cuộc thi mà chỉ hỗ trợ về công tác trật tự an ninh. Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành trong quá trình tổ chức chương trình, nếu phát hiện sai phạm, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức chung kết cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 có quyền gửi yêu cầu thu hồi danh hiệu Hoa hậu đến ban tổ chức cuộc Thi. ngay lập tức, ban tổ chức cuộc thi sẽ buộc phải thu hồi danh hiệu hoa hậu và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chính vì vậy, việc ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định giao sở văn hóa thể thao làm việc với ban tổ chức cuộc thi Miss World Việt Nam 2023 nhằm nắm tình hình để có hướng xử lý theo đúng quy định. Trở lại với ý nhi, năng hậu đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi tham gia phần vấn đáp nhanh với hai á hậu đã gây không ít tranh cãi, thậm chí còn bị chỉ trích dữ dội. Cụ thể khi được hỏi về ba người nổi tiếng quê ở Bình Định, Tân Hoa Ý Nhi đã nhanh miệng đáp em, Hàn Mặc Tử và Vua Quang Trung. Ngay sau khi kết thúc phần hỏi đáp nhanh, nàng hậu liên tục bị chê trách do thiếu kiến thức cơ bản khi nhà thơ Hàn Mặc Tử quê gốc ở Quảng Bình chứ không phải Bình Định. Đồng thời, nhiều bình luận cho rằng Ý Nhi có thái độ thiếu tôn trọng khi đặt bản thân mình ngang hàng với những bậc vĩ nhân như Vua Quang Trung hay Hàn Mặc Tử cộng đồng mạng liên tục déo lại phát ngôn gây tranh cãi hậu đăng quang chơi lâu của nàng khi cho rằng thời gian bạn bè uống trà sữa thì tôi đi thi hoa hậu nên đã trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa hay nhắc nhở bạn trai phải có bước tiến nhanh chóng để theo kịp mình khi bản thân đã ở một cương vị mới không dừng lại ở việc chê trách có nhiều ý kiến bình luận đề nghị tước vương miện của Huy ý nhi mà xã hội còn xuất hiện nhiều nhóm anti fan với lượng tham gia chóng mặt lên đến hơn 600.000 thành viên chỉ trong hơn 10 ngày thưa quý vị mưa lớn kéo dài trong những ngày qua không chỉ gây sạt lở nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng đến lưới điện phân phối một số khu vực thuộc các tỉnh miền núi phía bắc hiện ngành điện tại các địa phương này đang tập trung khắc phục sự cố đảm bảo cấp điện cho người dân Cập nhật từ Ban An toàn EVN NPC cho biết, các đơn vị điện lực đang theo dõi sát diễn biến thiên tai để chủ động kế hoạch khắc phục sự cố với mục tiêu cấp điện trở lại sớm nhất cho những vùng dân cư bị ảnh hưởng. Những ngày qua, ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại đến tài sản ngành điện và làm gián đoạn cung cấp điện tại một số khu vực dân cư của các tỉnh miền núi phía Bắc. Cụ thể, tình hình vận hành lưới điện ở một số khu vực phía Bắc như sau. Tại Yên Bái, khu vực nhà máy thủy điện Hồ 4 có lũ quét lớn gây sự cố đường dây 110 kV và tài sản trụ sở làm việc tại đây. Đồng thời tại quốc lộ 32, địa phận thuộc hai xã Khao Mang, Hồ 4 của huyện Mù Căng Trải bị mất thông tin, giao thông tê liệt, mất điện toàn huyện và các phương tiện không thể đi lại. Hệ thống điện trung hạ áp tại một số khu vực ở Yên Bái cũng bị sự cố do các đợt mưa kéo dài. Huyện Mù Căng Trải bị mất điện 80 trạm biến áp. Huyện tuyến đường giao thông Mù Căng Trải đi Lai Châu đang bị sạt lở, không di chuyển được. Các đơn vị của công ty điện lực Yên Bái đang triển khai các nhóm công tác khắc phục sự cố để tiếp cận hiện trường. Tại Sơn La, một số đoạn đường dây 35 kV tại một số cột điện thuộc huyện Mường La, Quỳnh Nhai bị vùi lấp, gây ảnh hưởng đến cung cấp điện cho một số khách hàng trong khu vực. Với những khu vực trên, do nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, chia cắt, chưa thể vận chuyển được thiết bị vật tư để khắc phục, công ty điện lực Sơn La vẫn đang cố gắng bám sát tình hình, khẩn trương khắc phục sự cố. Tại Lai Châu, một số tuyến đường và đồi núi tại khu vực Bản Mùi bị sạt lở, gây sự cố cho đường dây 35 kV, khiến 5 trạm biến áp mất điện công ty điện lực Lai Châu đang cố gắng tiếp tục bám sát hiện trường để khôi phục điện sớm nhất có thể. Tại Điện Biên, mưa lũ cũng làm một số cột điện 35 kV khu vực Nậm Hà bị sạt lở móng cột, tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố. Trước diễn biến đó, đơn vị điện lực tại Điện Biên đã thực hiện đào rãnh thoát nước, ngăn nước mưa chảy vào móng cột evn và các đơn vị vẫn đang bám sát diễn biến mưa lũ ở các khu vực để tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình ảnh hưởng đến vận hành nguồn và lưới điện cũng như việc khắc phục các sự cố khôi phục cung cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn cục bộ ở miền Bắc tiếp tục kéo dài đến ngày 13 tháng 8. Do tác động của mưa lớn, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn cục bộ ở miền Bắc tiếp tục kéo dài đến ngày 13 tháng 7. Do tác động của mưa lớn, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng Thấp. Theo dự báo, từ nay cho đến hết ngày 8 tháng 8, ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 170 mm. Các khu vực khác ở bắc bộ, thanh hóa và nghệ an có mưa rào và rông vài nơi. Cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40 mm trong 24 giờ, có nơi trên 70 mm trong 24 giờ. Đêm 8 tháng 8, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 8, có mưa rào và rông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa mưa to. Do tác động của mưa lớn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Trái ngược với miền Bắc, những ngày tới đây, Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng. Theo dự báo ngày 8 tháng 8, ở khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C ngày 8 đến ngày 16 tháng 8, khu vực này vẫn tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tại Tây Nguyên, Nam Bộ từ nay cho đến ngày 16 tháng 8 vẫn duy trì trạng thái thời tiết đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!